mời tiến sĩ bác sĩ Trần Quang Khánh, chủ nhiệm bộ môn nội tiết Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh với bài Cường giao và kết cục tim mạch. Xin mời tiến sĩ. Xin cảm ơn lời giới thiệu của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hải Thủy. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa đồng nghiệp, chúng ta đã nghe qua một cái bài rất đầy đủ về cường giáp bệnh Basedow của tiến sĩ Trần Thượng Nguyên, thì tôi sẽ nói ngắn gọn thêm về cường giáp và bệnh lý tim mạch. Thì phần trình bày vừa rồi đã giúp cho cái phần trình bày của tôi thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đầu tiên thì chúng ta xem lại, hồi nào giờ chúng ta vẫn nghe bệnh Basedow, bệnh Graves. Nhưng mà thật ra thì cái người đầu tiên mà mô tả cái tam chứng mà chúng ta đã thấy bây giờ, tức là bệnh nhân có bướu giáp, rồi bệnh nhân có lồi mắt và bệnh nhân có những cái biểu hiện của tim mạch, đó là ông Caleb Hillier Parry. Nhưng mà tại sao mình không nghe bệnh Parry? Tại cái ông này thì ông không có xuất bản, ông không có báo cáo những cái tìm hiểu của ông. Và sau khi ông ấy chết 5 năm thì cái người con mới lấy cái tìm lại những cái tài liệu của cha và đưa ra xuất bản. Thành thử ra về mặt thời gian, ông ấy đã bị muộn hơn so với Basedow, so với Caves. Tuy nhiên, người ta cũng ghi nhận chính ông này là cái ông mà đầu tiên đã mô tả những cái mối quan hệ giữa bệnh lý cường giáp và tim mạch. Chúng ta coi cái bài đầu tiên của ông ấy á, thì ông ấy có nói dùng cái từ palpitation of the heart. Chúng ta cũng thấy vào cái thời điểm 1755 cho đến 1822 là cái thời điểm sinh tồn của ông ấy, thì ông đã có cái bài này nhưng mà không báo cáo, mãi sau khi chết 5 năm thì mới xuất bản. Do đó thì chúng ta cũng xem cái cơ chế tác động của T3 lên cơ tim như thế nào. Đầu tiên chúng ta thấy cái hormone mà nó tác động chính gây ra tất cả những cái hậu quả lên tim mạch đó, chính là T3 tự do. Tuy nhiên thì người ta cũng biết rằng FT4 đó, sau đó nó sẽ chuyển thành T3 tự do ở máu ngoại biên. Và tại sao thông thường nó ít khi nào mà chúng ta xét nghiệm T3 tự do mà đa số chúng ta xem FT4 trước? Lý do đó là 90% FT4 chuyển thành T3 ngoại biên. Do đó cái lượng T4 nó lớn, mà cái gì lớn thì chúng ta dễ xét nghiệm nó chuẩn xác hơn. Còn T3 mặc dù là cái hormone có tác dụng sinh học nhưng nhỏ thì cái sự dao động giữa những cái lần xét nghiệm nó có thể bị ảnh hưởng. Chính vì vậy thì người ta vẫn khuyến cáo tay sát và FT4 là hai xét nghiệm đầu tay. Sau đó chúng ta sẽ có những cái xét nghiệm tiếp theo trong cái tiếp cận bệnh nhân của chúng ta có hội chứng cường giáp. Thì khi mà T3 gắn vào cái thụ thể của hormone giáp ở trên màng tế bào cơ tim thì nó kích hoạt một loạt những cái phản ứng, và cuối cùng thì nó tăng cái cyclic AMP, tế bào AMP vòng. Và khi nó tăng cyclic AMP vòng như vậy thì nó sẽ làm cho những cái sợi cơ tim là sợi myosin và actin hoạt động, khiến cho cơ tim tăng co bóp. Và khi tim căng co bóp như vậy, chúng ta sẽ thấy cái gì? Tim sẽ đập nhanh hơn, cảm giác hồi hộp, đánh trống ngực. Và bên cạnh đó chúng ta thấy rằng có sự trao đổi với dòng kali. Lúc đó dòng kali chủ yếu sẽ đi từ ngoại bào vào trong nội bào để nó tạo thành một cái thành tố giúp cho cơ tim hoạt động hiệu quả hơn. Do đó thông thường chúng ta có tình trạng bệnh nhân bị cường giáp thì bị hạ kali máu. Như vậy thì cơ chế tác động của cường giáp lên hệ tim mạch chúng ta đều biết, tôi sẽ xin nói nhanh qua. Đầu tiên nó sẽ gây ra những cái biến đổi tăng co bóp của cơ tim, rồi sau đó nó sẽ gây ra những rối loạn nhịp, và rối loạn nhịp mà chúng ta thường hay gặp nhất đó là rung nhĩ. Rồi sau đó thì tất cả những cái tình huống này nó sẽ kèm theo tình huống là tăng nhịp tim, rồi nó giảm cái thời kỳ nhĩ giữa hai cái chu chuyển tim. Tất cả những yếu tố này nó sẽ thúc đẩy nhanh chóng làm cho bệnh nhân của chúng ta bị suy tim. Hầu như là tất cả những cái bệnh nhân của chúng ta đến vì hội chứng cường giáp chúng ta rất dễ nhận biết. Và cái chuyện mà cường giáp làm tăng tử suất chung hoặc là tất cả những cái vấn đề liên quan đó chúng ta đều biết rồi. Và sự khác biệt này có nghĩa thống kê so với người không bị cường giáp, tức là tăng tới 21% tất cả những cái tử suất chung. Do đó việc mà chúng ta điều trị cường giáp hầu như là cái việc mà chúng ta tiến hành khá thường xuyên. Đặc biệt là chúng ta cũng thấy là tăng 13% tử suất tim mạch, increase mortality, so với bệnh nhân không bị cường giáp tăng tới 13% tử suất tim mạch. Và sự khác biệt này cũng có ý nghĩa thống kê.
Tất cả những cái vấn đề mà cường giáp, lâm sàng, tức là bệnh nhân có biểu hiện rõ ràng, nhịp tim nhanh, rồi sụt trí, rồi run tay, hồi hộp đánh trống ngực, chúng ta cũng đã biết. Và cái đó nó đập vào mắt chúng ta, cho nên ít khi nào trên lâm sàng chúng ta bỏ sót một bệnh nhân của chúng ta có biểu hiện cường giáp lâm sàng. Do đó hiện nay người ta chú ý vào thử xem cái bệnh lý tuyến giáp dưới lâm sàng và bệnh tim mạch nó có quan trọng không. Tại vì cũng như tiền đái tháo đường, bệnh lý tuyến giáp dưới lâm sàng hoặc là suy giáp dưới lâm sàng đôi khi thoáng qua mình không có để ý, và bởi vì thoáng qua mình không có để ý như vậy đó, ít khi nào mình chú ý điều trị, và bởi vì ít chú ý đến điều trị đó, đôi khi cái kết cục mang lại nhiều cái vấn đề nguy hiểm về tim mạch và bệnh tật cho bệnh nhân. Hơn nữa, bệnh lý tuyến giáp dưới lâm sàng đó, người ta chưa có đầy đủ bằng chứng nên điều trị hay không, ở mức độ nào nên điều trị đó, vẫn còn nhiều cái debate, nhiều quan điểm, thậm chí là những cái quan điểm nó hơi trái ngược nhau. Có quan điểm thì để theo dõi mỗi 3 tháng làm lại chức năng tuyến giáp, có quan điểm thì chúng ta điều trị ngay. Như vậy, đây là một cái bài báo người ta nói rằng hiện nay cái vấn đề cường giáp dưới lâm sàng đã đến lúc mình xem như là một cái hồi chuông đánh thức nha. Alarming wake up call, tức là chúng ta thấy đây là một cái hồi chuông này đánh thức lại, thử xem là cường giáp với lâm sàng nó thật sự tạo thành mối quan tâm cho bác sĩ chúng ta hay không. Rõ ràng khi mà ở đây chúng ta đang nói về cái cường giáp với lâm sàng. Như vậy cường giáp với lâm sàng hiện tại người ta chia làm hai mức độ. Mức độ 1 là tái phát trong khoảng từ 0.5 đến 0.1 miliui trên lít, và mức độ 2 là nhỏ hơn 0.1 miliui trên lít. Thì cả hai mức độ này, dù mức độ 1 và mức độ 2, chúng ta cũng thấy tất cả những cái biến cố tim mạch như là suy tim, như là rung nhĩ, tăng bệnh lý mạch vành, vân vân, tất cả những cái yếu tố này nó đều gia tăng. Kể cả người ta cũng thấy rằng cái cường giáp dù cho dưới lâm sàng cũng có thể tăng insulin resistance, tức là tăng cái tình trạng đề kháng insulin lên nữa. Do đó đây là một cái vấn đề người ta bắt đầu đề ra sau khi cường giáp thật sự đã làm cho chúng ta quá quen thuộc rồi. Đây là một cái slide cho thấy cái mối liên hệ giữa tê sát và rung nhĩ. Nếu như tê sát chúng ta gọi là subclinical hyperthyroidism thì nó đã tăng nguy cơ rung nhĩ lên rồi, thậm chí lên đến 1.2 đến 1.5 lần so với những cái người mà bệnh nhân có cái chức năng tuyến giáp bình thường, nộp mô dù thyroid ở mức độ tham chiếu từ 0.4 đến 5 được xem như là bình thường. Sau đó chúng ta cũng thấy rằng biến cố tim mạch và cường giáp dưới lâm sàng, cường giáp dưới lâm sàng tăng 24%, chúng ta thấy, và bên cạnh đó tăng 29% tất cả những cái biến cố, giống như là chúng ta thấy biến cố về đột quỵ, biến cố về bệnh lý mạch vành, tất cả đều tăng, và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Bên cạnh đó thì người ta cũng thấy rằng tất cả những cái biến cố tim mạch tính chung, hết cả biến cố về mạch vành cũng tăng 21%, và đặc biệt đó là những cái vấn đề xuất hiện những cái rung nhĩ từng đợt, rung nhĩ cơn cũng tăng lên 68%, và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Và một cái nghiên cứu cũng cho thấy mối liên quan giữa tê sát và tử suất. Nếu như tê sát càng giảm thì chúng ta cũng thấy rằng tử suất chung và tử suất tim mạch càng tăng, và với cái mortality ratio là 2.2. Điều đó cho thấy khi chúng ta thấy một cái cường giáp dưới lâm sàng, mặc dù FT4 còn trong giới hạn bình thường nhưng tê sát đã bắt đầu giảm, thì chúng ta càng phải theo dõi thật sát, hoặc là chúng ta có thể khởi phát điều trị ngay để giảm cái nguy cơ tim mạch cho bệnh nhân. Thật ra thì tê sát và biến cố tim mạch người ta cũng ghi nhận rồi, tất cả những cái biến cố về suy tim và biến cố về mạch vành, suy tim là màu đỏ và biến cố về mạch vành là màu đen, đều tăng khi mà tê sát càng giảm. Như vậy một lần nữa, nhiều nghiên cứu gần đây đã gợi ý rằng chúng ta càng cần phải quan tâm đến cái suy giáp, cường giáp dưới lâm sàng để chúng ta có thể điều trị một cách có hiệu quả. Một cái nghiên cứu gần đây cũng cho thấy rằng nếu chúng ta tính theo độ tuổi đó, đây là cái mấu chốt để chúng ta có thể quyết định điều trị hay không điều trị. Bởi vì nếu như cường giáp dưới lâm sàng và tử vong theo tuổi, thì cái mức độ tuổi càng cao đó thì cái cường giáp dưới lâm sàng nó càng gắn với lại cái tử vong chung trong mọi nguyên nhân. Do đó thì đây là vấn đề bao nhiêu tuổi thì chúng ta bắt đầu điều trị, ở mức độ nào tê sát như thế nào thì bắt đầu điều trị cũng là một cái debate, và cũng có rất nhiều ý kiến vẫn còn tranh cãi. Như vậy chúng ta xem qua cái hướng dẫn của
Hội tuyến giáp Âu Châu năm 2018 thì điều trị về cường giáp, điều này chúng ta đã biết hết. Nếu như chúng ta chẩn đoán bệnh nhân bị cường giáp thì cái thuốc ở Âu Châu hay sử dụng nhất đó là metimazole, bởi vì người ta thấy rằng metimazole so với TPU thì nó sẽ ít gây tác dụng phụ hơn, và đặc biệt ít gây tác dụng phụ đặc dị làm giảm bạch cầu hạt, là một biến chứng nặng có thể dẫn đến những cái tình trạng nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng cho bệnh nhân. Bên cạnh đó thì nếu mà so với PTU thì metimazole cũng có thể làm giảm bớt cái nguy cơ viêm gan do thuốc nếu như chúng ta sử dụng metimazole. Chính vì vậy thì PTU chỉ có chỉ định bởi Hội tuyến giáp Hoa Kỳ trong 3 tháng đầu thai kỳ thôi. Sau 3 tháng đầu thai kỳ chúng ta có thể trở về metimazole, tức là tiozone, để chúng ta điều trị cho bệnh nhân cường giáp. Nếu như tất cả các đồng thuận đó nếu hướng về mục tiêu chung là điều trị cường giáp lâm sàng, thì cái mục tiêu điều trị cường giáp dưới lâm sàng, xin lỗi cái hình này tương đối nhỏ, thì chúng ta cũng thấy cái chuyện mà cường giáp dưới lâm sàng người ta vẫn bắt đầu có nhiều ý kiến khác nhau, và người ta chia ra một cái độ tuổi ở độ tuổi trẻ và ở độ tuổi trên 65. Nếu như ở độ tuổi trên 65 thì cái người ta chú ý là người ta có thể cho mình điều trị bằng phẫu thuật hoặc là uống đồng y phóng xạ. Còn nếu mà người tuổi trẻ và trước tuổi mãn kinh premenopause thì người ta có thể theo dõi và làm lại chức năng tuyến giáp trong khoảng từ 6 đến 12 tháng. Còn nếu như những cái bệnh nhân của chúng ta điều trị trên 65 tuổi có những cái biểu hiện yếu tố nguy cơ tim mạch cao thì người ta vẫn điều trị dứt điểm. Còn lại nếu như cái người này là người trẻ tuổi và trước mãn kinh thì người ta cũng có thể điều trị bằng kháng giáp tổng hợp, trong đó chủ yếu là metimazole, và sau đó thì người ta sẽ theo dõi để đánh giá trở lại. Dĩ nhiên tất cả những cái phác đồ này người ta vẫn còn đang bàn cãi, bởi vì người ta chưa có phân định ra rồi yếu tố nguy cơ tim mạch nào giúp cho chúng ta biết được là chúng ta nên điều trị bệnh nhân cường giáp dưới lâm sàng. Nhưng điều thống nhất là nếu như trên 65 thì nên điều trị bằng hoặc phẫu thuật hoặc là đồng y phóng xạ. Còn nếu dưới 65 thì chúng ta hoặc là có thể theo dõi, hoặc là nếu bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch chúng ta có thể điều trị ngay bằng thuốc kháng giáp tổng hợp. Thì đây là cái slide kết luận cuối cùng. Rõ ràng cường giáp lâm sàng làm gia tăng nguy cơ tim mạch và biến cố tim mạch chính, chúng ta đều biết hết rồi. Nhưng mà vấn đề mà được xem như là một cái hồi chuông cảnh tỉnh, hồi chuông đánh thức hiện nay, đó là cường giáp dưới lâm sàng cũng làm gia tăng nguy cơ tim mạch và biến cố tim mạch như cường giáp lâm sàng. Do đó cần quan tâm hơn nữa đối với cường giáp dưới lâm sàng. Và điều trị cường giáp lâm sàng đã có các hướng dẫn cụ thể, tuy nhiên chúng ta cần thêm nhiều dữ liệu và nghiên cứu đối với cường giáp dưới lâm sàng để giúp cho chúng ta phát hiện sớm và điều trị bệnh nhân một cách có hiệu quả. Xin cảm ơn quý đồng nghiệp đã theo dõi. Xin cảm ơn bài tổng quan cập nhật rất là hay về cường giáp và các kỹ thuật tim mạch của tiến sĩ Trần Khánh. Xin lại sân khấu cho Thị Thủy tặng mừng để chứng nhận và mừng khen ạ. Và bài cuối cùng của buổi hôm nay thì